Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với các lớp. Ở trong video hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn validate thành công form rồi. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu ở trong cái form này và sau đấy chúng ta lưu vào trong local storage các bạn nhé. Rồi thì để lấy ra dữ liệu của input này thì các bạn đã biết cách lấy rồi đúng không ạ? Input type text này. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cách lấy dữ liệu ở trong cái text area. Thì thực ra thì nó cũng giống hệ text các bạn nhé. Và lấy dữ liệu ở trong cái select thì select nó cũng như vậy, và cuối cùng chúng ta sẽ lấy dữ liệu ở trong cái phần radio box này. Mình sẽ thu nhỏ này lại ở cái phần validate process sheet này, thì các bạn check xem là khi chúng ta validate thành công đây, mình sẽ load lại trang này, chuột phải này vào inspect, vào tab console. Ở đây là mình sẽ nhập là A này, danh mục là đồ thể thao, nhập giá là 123 nhé, ảnh sản phẩm này và mô tả sản phẩm. Đấy, mình nhấn vào save thì bạn thấy là nó đã hiện ra dòng chữ validate success, nghĩa là khi chúng ta không có lỗi chúng ta đã chạy vào cái hàm này các bạn nhé. Cái công việc của chúng ta là khi vào trong hàm này thì chúng ta phải lấy ra cái value đây ạ, một này, lấy ra value của input các bạn nhé. Đầu vào ấy, đầu vào input ở đây có thể là radio box này, có thể là text này, có thể là text area bạn nhé. Rồi mình sẽ, nếu mà các bạn muốn lấy ra cái ô name này là type bằng text nhá, thì các bạn chỉ cần là lốc ra, ví dụ như là mình có con này name thì bằng cái document chấm query sector, bạn tìm đến class là chấm name đúng không? Khi các bạn chọn class chấm name thì nó sẽ ra cái object là cái ô input này, và sau đấy các bạn chấm value nhé, chấm value thì sẽ lấy ra được. Mình sẽ log ra, chấm log ra cái thằng name theo console này, nhập vào A này, danh mục thì mình nói lại trang nhé, nhập vào A này, danh mục là đồ thể thao này, giá 12. Các bạn phải nhập hết nhé, không thì nó lại báo lỗi đấy, nên là chúng ta test chúng ta phải nhập hết. Nhấn vào save, các bạn thấy là mình đã lấy được SDA đúng không, là cái name này. Tất nhiên rồi, những cái ô như giá này hay là ảnh sản phẩm nhé, hay là text area thì mình sẽ lấy một thể luôn các bạn nhé, bởi vì nó giống nhau. Có là con của name rồi, đây là mình sẽ có giá price thì bằng document.query và chọn đến cái class price. Price này, rồi đến ảnh sản phẩm các bạn nhé. Đây là giá sản phẩm này. Chuột phải bạn thêm thấy là nó là price product các bạn nhé. Class của nó là price product các bạn. Đây ạ. Ảnh sản phẩm tương tự này, và mình lấy thêm cái phần mô tả sản phẩm. Mô tả sản phẩm là text area nhé, thì cái class của nó là description. Con description nhá, thì bằng des thì bằng này document.querySetter. Bạn chọn cho mình cái chấm class là description và chấm value nhá. Đấy, xem có lấy được không nhé. Đây là cái text area. Thì mình xem cái text area có lấy được không ạ. Đây ạ, phẩy này, phẩy này, phẩy cái price vào trong tab console, và các bạn nhập dữ liệu vào đây ạ, tên này, sản phẩm 1 đi. Đây là chọn danh mục là thể thao này, giá là 12 123, ảnh sản phẩm là DD, mô tả sản phẩm là mô tả đi. Đấy, mình nhấn vào cái save thì các bạn thấy là mình lấy được sản phẩm 1 này, mô tả và 123, nghĩa là chúng ta đã lấy được các cái text area, cũng dựa vào các bạn thì cần truy vấn ra cái ô input này nhá. Text area ấy thì các bạn chấm value nhá. Tóm lại là các bạn dựa vào cái object và các bạn chấm value, thì đấy quy tắc chung nhá, quy tắc chung là các bạn tìm đến cái object đấy và chấm value thì các bạn sẽ lấy ra được cái value của nó thôi ạ. Bởi vì cái value này nó là thuộc tính trong object mà. Rồi thì còn ở đây còn cái phần danh mục này. Spec đây này thì nó là carry wrapper form này các bạn nhá. Mình sẽ thử lấy cái phần con
kết này bằng này document chấm query sinh tờ và tìm đến cái class là chấm này thì nó sẽ trả về cái select các bạn nhé. Thì các bạn cùng chấm value, xe cũng sẽ lấy ra là value của nó thôi ạ. Mình thử này, tên sản phẩm này, danh mục là đồ thể thao này, nhập giá này và ảnh sản phẩm, mô tả nhân sếp nhá. Đấy, các bạn thấy là mình lấy được cái này, cái category ID này thì chính là cái thằng ID khóa chính của thằng danh mục nhá, là đã lấy được cái kết rồi. Chung quy lại các bạn thấy là tất cả những cái ô này, tên sản phẩm này, danh mục này, giá này, ảnh sản phẩm và mô tả thì chúng ta đều dựa vào, chúng ta truy vấn ra cái object, dựa vào class các bạn nhé, truy vấn ra object đấy và các bạn chấm value là ok. Chỉ có công việc còn lại là chúng ta làm thế nào chúng ta lấy được cái value ở trong cái radio này. Và các bạn chú ý cho mình là radio thì nó thực ra nó cũng tuân theo quy tắc đấy thôi. Và nó khác một chút là các bạn phải chọn ra cái thằng nào đang được tích cực các bạn nhé. Rõ ràng là khi bạn dùng radio thì các bạn chỉ có một thằng tích cực, cho nên công việc của bạn phải lấy ra một cái thằng tích cực thôi ạ. Đây mình sẽ có là con này, cái radio nhá, hoặc là product ID tài thì bằng document chấm query register chấm này, các bạn in space lên nhá và chọn cái class của nó là đây, là class của nó là type product ấy, chấm đấy. Khi các bạn mà chọn type chấm type product thì khi nó tìm đến cái thằng sản phẩm mới, đây là cái option đầu tiên nhá, thì nó sẽ lấy ra cái thằng option đầu tiên này và nó return về. Nếu các bạn chấm value như thế này thì chắc chắn là các bạn chỉ luôn luôn lấy được cái sản phẩm mới này thôi. Đây mình thử nhá, nhập này, mình nhấn vào save này, các bạn thấy là mình sẽ lấy được đây, mình chưa lock ra nhá, phẩy này, tên sản phẩm này, danh mục, giá, ảnh, mô tả. Đây, bạn kích vào, các bạn thấy là mình luôn lấy được cái new arrival đây, là chính là cái value của thằng này này. Đấy các bạn nhé, new arrival đấy. Còn có thể các bạn chọn sang sản phẩm bán chạy này và các bạn kích vào cái shape này thì các bạn vẫn luôn lấy được cái new arrival, thậm chí bạn chuyển sang đây vẫn là thế các bạn nhé. Đây vẫn vậy, bởi vì lý do như mình nói ấy, khi bạn dùng cái câu query giấy tờ chấm type product này thì bốn thằng này nó đều là chấm type product, và khi nó gặp cái câu lệnh này thì nó sẽ tìm đến cái thằng đầu tiên trong DOM mà thỏa mãn điều kiện này, cụ thể là sản phẩm mới này, và nó lấy value của thằng này các bạn nhé, cho dù các bạn sử dụng cái tích cực này ở bất cứ vị trí nào. Thế thì để các bạn lấy đúng cái tích cực thì các bạn phải thêm cho mình cái hai chấm tích cực đấy, để biết rằng là cái tai chấm là có class này nhưng mà nó phải ở trạng thái là tích cực. Cái này là hoàn toàn là CS các bạn nhé, hai chấm tích cực này thì các bạn sẽ lấy được đúng cái object đấy và chấm value là ok ạ. Đây, mình sẽ lock lại cho bạn xem. Tên sản phẩm này, danh mục này, giá, ảnh, mô tả và nhấn save. Đấy, các bạn thấy là lấy được sản phẩm mới nhé. Nhưng mà kích vào cái sản phẩm bán chạy này, kích này. Bạn thấy là bestseller chưa? Kích vào sản phẩm nổi bật này thì mình sẽ lấy được cái future nhé. Kích vào sản phẩm đặc biệt, save thì nó là special offer. Nghĩa là nó sẽ dựa vào cái flag của các bạn là hai chấm tích cực này, nó tìm đến cái thằng tích cực và nó chấm value nhá, thì chúng ta sẽ chọn nhá. Thì đây là cách để các bạn lấy ra cái value của cái radio box, thì nó vẫn tuân thủ quy tắc là tìm đến object và chấm value nhá. Thế thì nếu các bạn dùng thế này cũng ok rồi, sau khi các bạn lấy được value này, các bạn hoàn toàn có thể build ra object đúng không ạ, và các bạn put nó vào trong một cái mạng và cuối cùng bạn lưu vào local. Nhưng mà mình khuyến cáo các bạn khi các bạn gặp code, những cái đoạn code mà nó bị lặp lại thế này này, tức là chúng ta phải luôn luôn lặp lại query register tìm đến một cái gì đấy chấm value, các bạn thấy không, nó rất là giống nhau nhé. Thì các bạn hoàn toàn có thể tối ưu cái việc này vào vòng lặp for, và các bạn chú ý cho mình vòng lặp for nó khác nhau cái đây, cái này đúng không, cái key name này thôi, cái key name của bạn lấy thôi nhá. Thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái object, mình tạo ra một cái led là obj value đi thì bằng này object nhá. Đấy, sau đấy thì mình sẽ có một cái biến con cái input on
tức là tất cả input ấy, thì bằng document. Nhớ là lấy tất cả như là query CRO nhé, và chọn cho mình, đây, chọn cho mình cái phần chung của nó đấy. Làm sao để mình chọn được ôm, mình chọn được tất cả cái ôm input này các bạn nhé. Đây. Form này, input, các bạn hoàn toàn có thể chọn dựa vào cái ID này, form shape product và input cũng ok nhé. Đây, các bạn dùng cái chấm query setter đây, form shape product, ở đây mình query chưa có bạn nhé. Các bạn query cho mình cái form này, con này, form product thì bằng document.query setter đấy, chấm form shape product. Và sau đấy thì ở trong cái form shape product này thì các bạn query own ra tất cả những cái thằng nào thì nó là có class là chấm. Mình xem class chung của nó là gì nào. Nó đều class chung là form control item các bạn nhé. Bạn xem này. Form control item, control F. Đấy. Mình sẽ lấy cái class là form control item nhé. Đấy, thu nhỏ đây lại. Chấm này. Và để kiểm tra xem là mình lấy đúng chưa thì các bạn log vào giúp mình. Log ra. Ra cái input own này. Đấy, công việc của các bạn là muốn tối ưu thì các bạn phải lấy ra tất cả nhé. Sau bạn for qua. Mỗi lần for qua thằng nào cần lấy value thì các bạn chấm value thôi. Đây. À, mình sẽ thử nhập vào tên này. Sản phẩm 1. Chọn danh mục là thể thao, giá là 10.123 đô đi. Ảnh sản phẩm, nhập linh tinh vào, mô tả sản phẩm, mô tả nhé. Và nhấn vào cái shape, không thể đọc được thực tính con nouns. Query CRO này. Form product, mình xem lại một chút nhé. Form product, vậy mình lấy rồi. Form shape. Ở đây mình nhầm một chút các bạn nhé, mình nhớ không nhầm được cái form này nó là thăng đấy các bạn ạ. Đây, mình xem lại cái form của nó đây, là thăng nhé, ID ấy. Mình dùng class là sai rồi. Dù cái này, thằng này trả về null này cho nên là nó đến đây là null chấm cái phương thức này không được nhé. Rồi mình thử lại. Tên sản phẩm product 1. Chọn danh mục này. Giá. Ảnh. Nhấn vào save. Các bạn thấy là mình lấy được nốt list là 5 phần tử đấy ạ. Và bạn xem nhé, phần tử đầu tiên là name này, đúng như kỳ vọng này. Phần tử thứ hai là cái danh mục này. Thứ ba là cái thằng giá nhé. Cái thứ tư là cái sản phẩm đấy ạ. Là image này. Và cái thứ năm là cái đây. Là cái description các bạn nhé. Riêng cái thằng Radio Box này thì nó hơi khác một chút là nó sẽ phải dựa vào, nó thêm cái hai chấm trích cực. Nó chấm value cho nên mình cũng không cần đưa vào trong cái việc mình query đây các bạn nhé. Các bạn lấy cho mình được tất cả những ô từ cái tên sản phẩm đến cuối cùng là cái tag area này, ok rồi. Sau đấy bạn thực hiện là cái thằng này for each. For each. Đây là function. Mỗi lần for each thì mình sẽ lấy vào đây là một cái element. Đấy. Và mình có là object value. Mình đang mong muốn build một cái object nó dựa vào cái các bạn mong muốn là build một cái object các bạn nhé. Có key name nó chính là cái name của input này này. Và cái value nó chính là cái value thì chắc chắn value mình lấy được rồi. Mình chỉ cần element chấm value là lấy được rồi. Nhưng quan trọng là mình sẽ gán với một cái key name. Đây cái key name thì các bạn dựa vào cho mình cái là element chấm name. Đấy thì sẽ ra được key name bạn nhé. Thì ở đây mình dynamic là object value key name này thì bằng cái element.value. Xong xuôi thì các bạn lock cho mình cái object value xem đúng như kỳ vọng chứ các bạn nhé. Nhớ là element là chính là cái object lúc qua đây này. Và chấm name thì nó ra được cái name của nó nhé. Và các bạn gán cái object này với cái key là như vậy bằng cái value bạn lấy được.
Thì bạn sẽ có được cái mảng object key value nhé. Đây, mình thử này. Product most. Danh mục là đồ thể thao này, giá là 123 này. Ảnh sản phẩm là ảnh most. Mô tả là mô tả most. Đấy, mình nhấn save. Bạn thấy không? Mình lấy được cái object này, name này. Gồm có là category perform, cái này là cái danh mục nhá. Cái này là danh mục đấy. Thì cái này thì mình nghĩ không hợp lý lắm này. Cái danh mục này tí mình sửa đổi sau, nhưng bây giờ các bạn cứ lưu lại giúp mình như thế này đi. Description này là mô tả một này, image ok, name ok và price product ok các bạn nhé. Riêng cái thằng carry của rapper form thì đáng lý các bạn nên lưu là get ID. Thì cái điều này các bạn hoàn toàn có hai cách, một là các bạn sửa đổi object này, hai là các bạn sửa đổi ở trong cái phần tên ở trong cái HTML nhé.